Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đa. Video chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với dự án Kava trong một chương trình Adobe liên kết giữa Kava và Coinbase. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần đón link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn có thể ấn vào luôn cái ảnh này. Hoặc là các bạn có thể, nói chung là mình sẽ không tận link thì anh em chắc là mình sẽ đi link Twitter cho nó dễ. Chúng ta sẽ điền cái email ta điền vào này. Nói chung là phải tạo tài khoản trên này này. Rồi xác thực người máy nè. Tấn nút sign up. Đâu? Rồi ok, bây giờ thì các bạn sẽ khai báo cái tài khoản Kava. Thì Kava gợi ý cho anh em luôn. Đó là một là anh em có thể dùng ví ở trên ví Trust Wallet thì như là cũng có Kava đấy. Nếu không nhầm là trên Trust cũng có ví Kava. Đúng không ạ? Chúng ta có thể dùng ví chất Wallet để lấy cái mạng Kava trên đây, mình xem thử các anh em chờ tí. Đúng rồi, trên chất Wallet cũng được nhé. Chúng ta có thể có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn dùng ví chất Wallet. Cách thứ hai là dùng ví Kplay TL. Thì thôi mình sẽ dùng ví chất Wallet đi. Ví chất Wallet thì các bạn bật cái mạng Kava lên nhé. Chúng ta sẽ bật cái mạng Kava lên để lấy cái ví Kava để chúng ta điền vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ paste cái phần địa chỉ ví Kava vào. Vì là ví, đây là ví cá nhân thì các bạn không cần phải memo luôn nhé. Nếu các bạn dùng ví sàn ấy, thì các bạn sẽ cần phải ghi memo vào. Mình thì chắc là dùng ví cá nhân cho nó nhanh. Chúng ta không nên dùng ví sàn, vì dùng ví sàn thao tác nó sẽ rất phức tạp. Rồi. Bây giờ sẽ có mail confirm về cho chúng ta. Thường chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ đó là follow đối với Twitter của dự án Kava. Ra nút follow này, ở đây mình follow rồi. Cái dự án này cũng đơn giản đúng không anh em? Đây nhiệm vụ anh em thấy này, rất đơn giản thôi. Follow Kava và điền địa chỉ ví Kava vào. Vậy là xong, được chưa? Để chắc ăn thì mình sẽ ném cả cái ví của mình lên trên đây nữa. Ok, và rồi chúng ta đã cùng nhau tham gia phần trình Adobe với dự án Kava, một trình Adobe rất đơn giản trong năm mới này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào các bạn, giờ tiếp theo.